Yeah. Ok. Tại đây mấy ông này. Mấy ông ơi, súng 3, súng 2 gì chưa? Số 3 luôn rồi. Gây vậy vô, get gun luôn. À quên, có cái xe kìa. Rồi quên. Có xe, có chuồn chó kìa. Chuồn chó 1 hả? Ai, ai, ai. Rồi, chuồn chó 1. Chuồn chó 1. What the? Để vô chuồn chó 3 lấy luôn. À đi 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 đi. Cái dân luôn. Giờ lấy cái bầu tiền. Chị Lee qua kia cargo cũng được. Cái nào chả được, tôi lên lên rồi tuôn mà. Đây kìa. Không lo gì đâu. Nó vô đó hả? Chúng tôi lại đợi. Không thì vô bú mấy cái tam giác á, bú lên cục 3 luôn cũng được. Ông còn bú không? Bú cho ông kia thôi. Tôi cũng gần. Kìa. À, cái nhảy đi. Spawn đi. Bú ngay này nè cho dễ nè. Bú cái spawner luôn. Này đâu bú cái tam giác. Có cái tam giác kia ông bú ông anh. Cái tam giác đâu bú cái được. Cái khoa mời cứu bố này đang nhận đồ. Ờ ông có lính hay có ông đang spawn lính hay chó đấy. Tôi bảo lên. Ờ kẹp bị kẹp chết rồi. Ờ. Ồ à. Đây 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 trong trong. Nhanh nhanh nhanh. Ồ. Để nó ra đi. À. Xong quá vậy. À. Có được. I don't know. Bỏ ra được không? Tôi bỏ ra được không? Tôi không bỏ được. Ông bỏ được không? Ông chạy ra ngoài. Ô chạy đi, chạy đi, chạy trước đi. Chạy trước đi. Tôi bảo ông chạy trước đi mà. Nó đang đông như dưới thì phải ông chạy, ông phải chạy trước đi, ông phải chạy trong mà nó trước xong rồi gọi tôi sau là được. Ôi. Ê tí ông qua lại nhá. Ok ok. Đang bú cái này, bú vô xong rồi. Ok. Đã bị kẹp, nãy kẹp luôn, đã bị kẹp luôn rồi. Nó bị kẹp luôn. Bảo ông kia, ông kia lại cũng hội ở lại. Này, trong này đông lắm, phải dụ nó ra bớt mới được. Ờ, lúc đúng, ông phải đông, thì ông đừng vào. Ông dụ cho nó ra ngoài. Nếu có mà đi co thì nó cho ông đỡ hơn. Ông không phải ra ngoài. Cẩn thận nhá, trong đông lên nhá. Trong đông ạ. Tôi đầy đủ sao đồ chơi mà. Alo, ok, tôi clear. Nhấn cái co xong rồi, sau này hết nhắm dao vào nhá. Đi coi trước, đi coi trước. Trong đông lắm. Con dao này là xài hoài luôn được hả? Hoài được luôn. Nó như cái bông mì găng vậy đó. Ngon ta. Vậy là không bị mất. Ông hay ông nguy hiểm thì ông chọn dao liền. Thế. Đồ quá đồng quá. À. Đồng lắm.
Mẹ luôn. Chơi gì đã bị chặt ngay. Chơi gì đã ăn kẹt luôn. Đâu có đời. You'll be alright. Sẽ bắt luôn em. Ôi gọi chó luôn. Chó đâu, chó đâu? Chó mà. Tụi mới cứu mày không? Bấm nút bích. Nó đem vô lên OK rồi không? Vô đem. Tụi có hao ra nè. Đó, ông bấm cái là ông kia đứng dậy liền đó, thấy không? Ồ, ông kia đứng dậy, tôi gục. What the fuck? Rồi đi, tôi phá cái cục kia đó, bắt giùm. Nó mới hay nè, đâu phải mua cái con quýt kỳ vai. À có nè, có mua. Có sale nè, sale nè. Sale, sale. Đồ. Ủa? Đồ phát. Tao. Này đi. Chó rồi. Ôi, đùa. Ơ, tự nhiên nó là tự nhiên, nó có thôi. Ô tay đi. Ô tay đi, ô tay đi. Tự nhiên lại ok, còn được cả chiếc nhá. Phải em cỡ phút 20 rồi đi rồi. Cái đây đi tao 2 vậy. Đây đi tao 2, bọn đô đi 2 người mà. Bỏ đô đi solo nữa. Chị chỗ ốp đúng ngay. Bắn yếu quá. Đốt xong. Trung tâm, ở chỗ trung tâm đấy. Ê, bọn này vẫn phải bắt tao rồi. Ừ. Chạy. Gun. Ê, tôi là nói tôi có phải mang cái cưa đi. Kìa. Yeah. Siêu giáp nè. Chụp cái đó luôn ông Hoàng ơi, ông Hoàng. Ok. Hay. Hai. Đời. Có đời, đúng không? Bông. Cú đi qua qua lần sau.
Để dọn con này của chỗ này, để dọn con này của chỗ này, tôi xử lý cho. Tôi cầm cưa. Tôi mang cưa đó. Bù lên một góc vậy nè. Cá sấu lên bờ. Tụi lại một góc đi, tụi lại một góc. Bù lên góc đi, cá sấu lên bờ. Tụi lại một góc. Để nhanh đi, tôi để tụi đi, tôi để tụi lên một góc. Bọn này không qua được đâu, bọn này không qua được đâu, tôi cưa được. Sao ít thế nhỉ? Làm chi có ai chạy tam giác đâu nhỉ? Ok đi. Sao lại thế nhỉ? Xíu mọi người mua hai cái Centurion, còn số còn lại mua cục tím thôi là đủ xong. Hai cái sen trên gần nè. Hai cái sen trên gần. Hai cái ba cái gần tốt. Hai cái sen trên gần. Tại chủ yếu là mình có đặt mega không? Hên xôi, xôi thì Omega, hên thì con tích xe bột. Omega, Omega đấy, Omega chính nhất. Toàn là Omega đấy. Một tính. Hầu như toàn Omega không mà toàn Omega chính. Ủa, có xe không tùy nha, tại đâu kéo nhiều người rồi. Có lúc là Mega, có lúc là con đít xe bồ. Đấy. Ơ, có ai rồi. Ow. Hay. Ở kia. Mà không có cái bụng chạy lục. Ông có thấy con chó đâu không nhỉ? Đây, game bị tài tép. Không này. Ê, nãy giờ ông có thấy con chó đâu không nhỉ? What the fuck? How? Ê, có thấy con chó đâu không nhỉ? À, nó bù lấy hiếp dâm, chưa kịp làm gì. Có hiệu lệnh nào ra không? Bấm cái là được rồi. Có. Đây. Có bộ tì cái bên. Bộ tì chạy luôn đi. Hình như nghe tiếng con mẹ con mẹ nick ở đâu đấy. Có. Thôi ghê tụi hủy đi. Chào mấy ông lòng nè, mấy ông uống chưa? Có mẹ. What the fuck? Đúng vậy. Hai. Có xe đi xe luôn. Cái này. Đấy, con này. Chưa gì mất xe luôn. Cô cũng hay kìa. Con mới mít trên nóc nhà. Chạy vô. Mình đi chạy nóc nhà. Rồi tôi giết rồi. Rồi tôi giết rồi.
cứu đi tôi dí cho. Tôi cứu đi, tôi dí cho. Tôi dí cho. Ông thầy này không có cái dao phi luôn vậy, dao đắt đi tơ luôn á. Mà ông cầm dao mà ông cầm cưa. Không, ông ý tôi là ông có dao đắt đi tơ với giáp vàng đúng không mà vẫn còn đau lên đau suốt. Là chuồng chó, chuồng chó luôn. Ok, để tôi, để tôi lấy chuồng chó. Nó chưa lấy lần nào. Đeo tự hủy không à? Bắn lòi cất. Game tôi hủy đi, thôi game tôi hủy đi. Omega ở đấy đúng không? Omega ở đấy không? À đó. Về. Phải, đời. Ơi, thôi để tôi đi cứu. Chó đâu? Trời, bắt đầu phát. Bông đeo mà. Ê, tôi đeo biết đi luôn. Mới lên chó sao mà. Ừ, nãy tôi xài con chó tự nhiên sao là mình mất nhanh được. Chừng đó là con đau nha. Không, tôi là người, tôi xài con chó mà. Tôi xài con chó mà sao lại mất nhanh được nhỉ? Ê, tôi bắt con chó luôn rồi. Chạy đi, tôi ôm ghim cho. Phải cả cây sông cân rồi. Thôi, đéo cầm cây sông cân đâu. Xuống kê đi, tôi làm sao ôm cho. Cầm cái con MT này chủ yếu là làm cảnh nha chị. Có bao nhiêu máu con Mega đấy? Thằng chết rồi. Ok. Tôi kêu đi. Tôi sẽ đi cho. Mày chết đi con Mega. Ở trên chiếc gân nè. Chiếc gân nào? Lấy đi không? Chưa. Chưa. What the fuck? Mấy bọn Tây hay là mấy bọn Trung Hoa? Mấy bọn Trung bảo Trung Quốc nó chạy đó. Cô à? Yes. Tôi có hoa nào không? Yeah. Đúng rồi, quên. Có gì đâu. Hương. Này đâu chưa học lấy tiếng rồi. Vô đây nè, vô đây cho nhanh. Why? Thì con hay multi. Vô đây nhanh hơn. Thôi multi. Con lòng. Ông kêu mà không được thì kêu tôi vào tôi ôm ghim cho. Mega. Bỏ đi. Lại Mega. Nó chạy sắp bật lên. Ơ, tự nhiên cái quái này là sao mình mất kiểu kia nữa. Tôi kệ đi. Thôi rồi, biết rồi, bây giờ lại lấy cái kia hơn đấy. Ở đây. Tôi phạt cho cái nhắm. Cái gì? Chờ cái gì đấy? tôi đang để cái cưa đây, đang để dạng cưa. Có cái gì sao? Là cái phần kẹp cưa đây. Ôi, tuyệt vời. Cứu nhanh nhá. Tôi không ngăn đó. Alo, cứu nhanh. Rồi sao lưng không nè. Đứng dậy.
lính đồ mới cứu ông. Ờ lính kiếm mà. Được, được. Cả lại đếm lại lấy không? Quýt kìa vai kèm. Cả lại đếm. Cả lại tím. Cả lại tím không lại. À, giờ không thấy chó đâu luôn trời. Ờ, không vấn đề đấy. Nó làm cái headcode nữa đây được không mấy ông? Rồi đi coi đi. Ê, có một cái mắt tự nhiên sao con chó ở đâu? Con chó đâu? Đã đi tờ đi rồi, có lại rồi. Quái không? Cái lúc cần con chó thì lại không có con chó. Đợi. Bỏ chủ đi chơi. Ok ok, anh chạy qua. Có thay mê ba. Ok, kịp rồi. Ở đây, đó đẹp kìa. Ờ, ông nào cần thì cứ kêu tôi cưa cho. Bắt thịt heo. Cái gì á? Lần trước. Hai ông lo lần trước đi, lo lần sau. Thảo đi. Ê, thằng này là người chung à? Ai? Cái thằng Marit nhé. Thảo đi. Rồi. Kêu. Đây rồi, đại nổ. What the fuck is it?
À, áp rồi cái mau rồi, áp rồi cái. What the fuck? Áp rồi cái. Đây. Ê, tôi văng rồi. À, vô lẹ vô lẹ luôn. Ai. Rồi mà. Ông mua đồ đi đi nè mấy. Tới chỗ ốp đồ ốp cái. Đang siêu. Ông siêu. Chữ bình yên. Ờ. Wow. Bọn này chơi switch chữ à? Chữ bình yên. Đây nào không? Upload đi, ông nào upload vào. Vào cái. Tôi vào xem ăn cắp được cái xe hay không rồi. Ở con xe. Ông bắt ở bên lên 3 chưa? Bắt ở bên lên 3 chưa? Tôi chết chưa? Ôi rồi. Vậy bắt ở bên đây hay? Tôi bắt ở bên nè. Bánh xe. Anh kẻ được xe rồi. Ở mẹ, má vô kẹt. Phải đạn. Kẹt ba. Hết. Rồi được cái hàng rồi. Thôi có thêm súng phụ. Bắt bên là ba đây rồi đây. Stop mình. Cứ không kêu rồi chạy bộ được. Xe. Phải không nào? không phải chữ xe. Ghé mua mấy lòng bớt. Mua đến shot phát hành các thứ. Chạy nhanh nữa. Ờ, map tập bên kia. Ờ, vừa nó xuống. Tôi một con rút nâu, hai cái sentry gun. Đây. Đây đi. Đây đây. Đưa được không? Không fuck. The fuck. Đồn quê. À xe bị lắc à. Cái gì vậy? Không. Tự dịch chán luôn. Xe bị lắc quá. Dạ. Không. Đồ đi mua cục tím nhiều lên. Tím mà. Tím. Mua đồ đi không? Ở đây nè. Mua. Yeah. Ông mà. Mà mua được con cục à? Hết tiền à? Ông vào chưa? Ông vào kêu. Xong đâu mở cổng. Rồi. Mở cổng đi. Đây. Ê từ xe là không vào được cái đá editor đúng không nhỉ? Không.
Ok. Má em coi xung cụm. Đây là cách hơi khó. Ôi. Là sắp lần. Rồi. Trời. Đây là chưa? Nhìn là có 15 phút à. Double time. Mega bên ngoài. Mega. Mega. Chọn siêu giáp xuống rồi. Có sinh không rồi. Tôi còn một. Mega hả? Mega. Mở con Mega. Chút nào ha. Mega nào rồi. Mở chút nào ra nha. Chưa tới đó hả chợ. Ok. Đồng nha, đồng nha. Ui. Ui. Rồi. Ha ha, chào lần ba con kia. Ủa, ngoài à? Tôi gọi. Ok mẹ đi, sao đâu. Tôi chưa cái. Kệ đi. Và lấy con tránh lại. Chạy đi. Chạy qua đây trước đi mấy không? Vô Rubin á. Chạy chơi đi. Chạy qua đó trước, chỗ Rubin là số 3 màu xanh biển. Xanh dây trời chứ. Blue. À sao? Má bắt đầu con này cho chậm quá. Thì đúng rồi. Ông ăn đồ rồi, ông chạy chậm thì còn gì nữa. Tôi đang còn tôi còn không ăn. Tôi còn không mua cái chạy nhanh mà. Tôi còn không hề mua chạy nhanh luôn đấy chứ. Bad dog kill, ok. Con chó lại hồi lại. Hay lắm, game người ta lỗi. What? Đó đâu? Để lại tung tích mình giảm à? Con nó, cứ vào đi, tôi thủ mà. Tôi còn bắn đại mà. Vào đi. À, ông kêu không phải team mình. Còn mà mẹ đang trúng sinh đảng mẹ ơi. Đặt Senchi gun ra. Ok. Tôi đặt 2 cây rồi nè. Hai cây rồi. Cắp bom.
Nộp nộp này, cầm cầm cây mà cây mà cây chính điêu điêu thủ rồi. Cuối cùng có bản vẽ, cuối cùng tôi đã có bản vẽ mẹ, bản vẽ holo rồi. Bản vẽ băng đạn không phải. Tôi có bản vẽ lại rồi. Rồi tôi có rồi. Để thứ xíu duy nhất. Bay lên đi, bay lên. Ở cái chỗ này tôi không biết lên chỗ nào. Bay 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 hoặc là đi có hang bộ, có hang bộ, có hang bộ đi. Có hang bộ đi cơ. Đường nào vậy? Bên trong vào vào bên trong. Đại thượng nó lấy ở đây là Rudy bằng cây súng bum mà. Shit. Quay cầu hang bộ đâu nhỉ? À đây rồi. Có hang bộ thấy rồi. Bobby ở trên mái nhà đúng không? Mái nhà. Thấy rồi. Cầu thang ở đâu ta? À, ông Hiền này ông đa hoài sao dẫn đi sao đỏ chứ. Sao đỏ khó phải lộn quá. Nhưng mà ông phải bắn sao đỏ mới có bản vẽ cục ba với cờ lê vàng. Đường nào lên không? Sao? Tôi lấy rồi. Làm gấp, còn 9 phút rồi. Thì đào ngoại 3 á. Chịu được. Kịp. Nói đi. Rồi chắc phải đi. À, các bạn nhẹ chìa khóa xe. Rồi, ông là phần đấy. Nãy giờ chưa thấy bạn vẽ VG11 mà cái cây đó cũng cần thiết phải chặt. Thật cơ, cây VG11 là cái đấy là chỉ có đắt 2 thôi à? Đắt 2 mấy con, mà cây ấy phải chặt lắm. Quái. Đây để xeo mau rồi, để xeo. Đây đi. Xeo mày này nè. Ê, mà tôi công nhận một điều là mẹ HMTZ đúng nó bị nép kinh vãi. Súng bắn ngon, đạm, có cái đạn ít. Nép, gọi là nép hẳn cái đại luôn á. Nó nét mẻ cái đại luôn. Tôi đang cầm này đấy. Ông biết tôi chủ yếu dùng cái gì không? Dùng đúng mẹ một cái cưa. Như cổng này. Dùng cái cưa nhưng mà cổng đấy rồi. Cắt to. Để đi lên đồi à? Trời. Trời ạ. Ông mai này. Đây, còn mày. Hai. Chạy được câu rồi. Chạy được. Nó tới siêu à? Siêu rồi, siêu.
xe đây, vô xe đây. Đông lắm. Đông lắm. Mà sao mà sao nay đây, mà sao nay nó bị đông thế nhở? Cái. Ôi. Xong. Còn cái đát bà mày nữa. Đát bà mày. Đã được. Đây, làm gì cần làm, tôi ngủ đây. Ok, ok. Ok. Thank you ông. Thank you ông em. Gan, gan tập hành linh đi Hiền ơi, bắn sổ đỏ căng lắm đó. Ok, ok. Tại bắn con đó, ông mới đóng cái cây cặn khỏe cục 3, như cái gọi là cà lê vàng. À, ok. Còn nhưng mà cần hai thì công việc cho tôi, bữa nào tôi kéo cho. Hai gì ông? Cần mấy cục vàng, cục 2 á. Ờ, ý bảo ông kia, nhưng mà ông kia cần mấy cục 2 thì bảo tôi đi. Tôi kéo cho mấy chuyến luôn. Whatever, man. Tôi toàn chạy mà. Ok. Yeah. Yeah. Ok. Ngủ đi không? Rồi, bye nha. Ok, ok. Good night. Mai chơi. Good night. Ok, ok. Good night. Okay. Ngủ ngon. Ok, ok. You are making the top kills list this week.